Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về bình phong mã đối với pháo đầu mã đội. Tuy nhiên thì khi chúng ta dùng bình phong mã để đánh với pháo đầu mã đội thì cũng tùy theo bên kia người ta sử dụng binh thế nào để mà mình chơi phản pháo. Thì mình sẽ vào clip chia sẻ như sau. Bên kia sẽ là pháo 2 bình 5, mình là mã 8 tấn 7 để hình thành lên cái bình phong. Bên kia sẽ lên mã thường lệ. Thì tới đây chúng ta có 3 lựa chọn để xuất quân. Thì tới đây chúng ta mình sẽ ra trước, tạo căn cho pháo trước. Đây là cái lối xuất quân hiện đại bây giờ. Và bên kia sẽ tiếp tục là xuất xe. Thì các bạn thấy là tới đây là chúng ta có thể là mở bình 7 hoặc là tiếp tục lên bình phong để mà dựng thành một bức tường. Và tuy nhiên là chúng ta ra xe đây trước là mục đích chúng ta là khi xe người ta lộ diện thì chúng ta phong tỏ ngay, để cho người ta có những sự lựa chọn như sau. Ở tới đây người ta có thể là tiến binh 5 hay là phi mã vân vân. Thì trường hợp thông thường là tới đây người ta có thể là tiến binh 5, cũng có thể là phi mã. Mà nếu mà người nào gấp tiến binh 5 thế này thì mình nghĩ là người đó về lối xuất quân thì chưa có ổn thỏa lắm. Và trước khi tiến binh 5 thì người ta sẽ búng mã lên để giữ chốt đầu, để làm dày trung lộ, để sau này khi người ta tiến binh ta đội rất nhanh. Thì tới đây chúng ta lại chơi bình 7 tiến 1. Như bạn thấy thì tới đây người ta sẽ bắt đầu hình thành lên là tiến bình 5 là để mà chuẩn bị pháo đầu mã đội. Thì như thông thường thì chúng ta phi tượng hoặc là chống sĩ. Nhưng hôm nay người ta tiến bình trước thì chúng ta lại chơi phản pháo. Chúng ta chơi phản pháo. Thì cái lực phản pháo này đối với cái bình 5 tiến gấp này nó rất là hiệu quả. Cách đánh rất là hiệu quả. Thì tới đây những phương án tiếp theo người ta sẽ chọn lựa như là phi mã, chống sĩ hoặc là xuất xe hoặc là tiến binh. Thì các bạn thấy khi người ta đã chuẩn bị pháo đầu mã đội thì chắc chắn người ta sẽ ưu tiên như việc là xuất chủ lực ra. Tại vì xe bên đây đã bị phong tỏ rồi, thành ra là chủ lực này ta sẽ xung trận ngay. Thì chúng ta không vội ăn xuống chốt đầu mà lúc này chúng ta lại tranh thủ ưu tiên cho việc xuất quân. Và lúc này người ta sẽ bình xe ra để mà đánh đôi công. Thì lúc này chúng ta lại ưu tiên xuất quân tiếp các bạn. Các bạn nên chơi xe 1 bình 2 để chúng ta ưu tiên xuất quân hơn là chúng ta chém chốt. Thì thay vì các bạn có thể là chém chốt 3 hay pháo ha, chúng ta chém chốt 7 để kích đấu, hoặc thể là chém binh 5. Nhưng lúc này nó chưa thích hợp, chúng ta xuất quân. Thì bên kia có những sự lựa chọn như là tiến binh, chống sĩ hoặc là tiến xe xuống bắt mã. Đây là những cái điểm yếu mà lúc này cái hình cờ của chúng ta đang hở. Thì nếu như người ta chơi tiến xe bắt mã là một nước chơi không hay các bạn. Và vì sao nó không hay thì mình sẽ nói như sau. Tới đây thì cái nước chống sĩ nó sẽ là dũng hơn, hình trận sẽ dũng hơn. Đây người ta sẽ tiến xe xuống bắt mã như thế này. Thì lúc này chúng ta không bận tâm chạy mã mà chúng ta nên bổ sĩ đuổi xe luôn. Ép người ta có hai lựa chọn thôi. Một là ăn mã, hai là thối xe về cửa hàng. Thì khi mà người ta ăn mã thì người ta sẽ dính chiêu độc của mình ngay. Nếu như người ta ăn mã. Đó, lúc đang mã như thế này là một giáp. Vì sao các bạn, lúc này chúng ta sẽ quật pháo qua để vừa tri xe vừa bắt tượng đang đấu xe này. Thì bạn thấy lúc này nếu như người ta chấp nhận đấu xe, xin lỗi, người ta chấp nhận đấu xe thì mình lại hạ mã xuống ăn xe, thì các bạn thấy là xe này không còn lối thoát. Nếu như ăn về chốt thì pháo nổ tượng ăn tiếp một xe nữa. Nếu chạy ra đây thì bị xe mình ăn ngay. Nếu mà chạy ra đây ngay chân tượng thì lúc này buộc phải lao vào pháo đầu. Thì các bạn thấy người ta sẽ thua ngay, lỗ trắng một chủ lực. Cho nên cái nước mà xe tiến xuống đây là nước không hay. Và như vậy thì người ta không thể ăn mã được thì người ta buộc phải thối xe về. Nếu như người ta thấy được cái tình trạng này, người ta sẽ thối xe về cửa hàng. Thì lúc này chúng ta có rất nhiều cách đánh. Các bạn có thể là tiến xe xuống bắt chốt, hoặc là phi mã lên để bắt xe, hoặc cũng có thể là tiến tam binh. Và tuy nhiên lúc này các bạn tiến tam binh sớm thì người ta sẽ thúc binh 7 để kích đấu ngay, rất là tiếc. Thì các bạn nên chơi là phi mã lên hoặc là tiến xe. Nếu mà chúng ta tiến xe, nếu mà bên kia chủ động bình xe ra giữ chốt và bắt chốt để đe dọa lại mã này, cũng lại là một nước yếu nữa các bạn. Và ví dụ như thế này đó, thì chúng ta vẫn là quật pháo qua đây để kích đấu xe này, và đồng thời đang bắt xe này rất là nguy hiểm. Và nếu mà lúc này người ta vẫn chấp nhận đấu thì chúng ta vẫn ăn xe bình thường, thì các bạn thấy là xe này phải là bỏ chạy. Còn nếu như không chạy thì buộc phải phi mã lên để tránh trường hợp mà chúng ta lộn tượng. Nếu mà phi mã lên như thế này thì chúng ta lại quật binh ra để tiếp tục chi bắt mã.
thì mã phải quay về nữa thì rất là mất nước. Rồi trường hợp thứ hai, nếu như người ta tiến binh, nếu người ta tiến binh lên thì bạn thấy người ta cũng hoàn toàn thất thế khi mình quật xe qua đây để trực tiếp bắt mã. Mã lúc này không thể đội lên được thì chỉ có thể là nhập cung thôi, bạn thấy là chỉ có thể nhập cung thôi. Còn nếu mà đội lên thì pháo chúng ta sẵn sàng nổ vào ngay giữa trung lộ và kích đấu xe này luôn, thì chúng ta sẽ chiếm ưu rất lớn. Rồi trở lại chỗ này một xíu. Như vậy đây là mình nói về nước mình tiến xe qua. Như vậy thì còn cái nước mình phi mã lên thì có chơi được hay không thì mình sẽ chia sẻ luôn. Đó, phi mã bắt xe thì tới đây ba lựa chọn cho xe: một là bình ra bắt chốt, hai là tiến xuống bắt mã, ba là tiến bình năm qua sông. Thì các bạn thấy là cái nước tiến bình năm qua sông là nước không thể bàn rồi. Đây là một nước không có gì hay, khi chúng ta nổ chiếu tướng như thế này thì mất trắng một bình thôi, nó rất là nguy hiểm. Còn nếu mà lúc này phi mã đấu thì các bạn thấy là pháo này đang trong tầm ngắm của mình. Cái thứ hai là khi pháo chúng ta nổ xuống thì mã này đang trực tiếp bắt xe đó, cho nên nước đó nước thất sách. Rồi mình trở lại chút xíu nữa để mình bàn luận cho hết chỗ này. Như vậy thì cái nước bình xe ra bắt chốt cũng như là tiến xe bắt mã, bây giờ mình sẽ đánh hai biến này như sau. Nếu mà bình xe bắt chốt thì thay vì là như thông thường chúng ta là dùng mã để đạp binh, để đạp thẳng xuống binh để đánh về trung lộ đó, nhưng mà hôm nay mình lại chơi là binh 3 tiến 1 ép cho xe này ăn xuống, ép xe phải ăn xuống. Thì lúc này chúng ta lại chiếm pháo đầu, chúng ta chiếm pháo đầu thì bên kia có những sự lựa chọn rất là khó chịu: chống một trong hai sĩ lên hoặc là phi mã lên. Nếu như trường hợp lúc này nó phi mã lên, thứ nhất là pháo này bị bắt, thứ hai là chúng ta sẵn sàng nổ luôn mã, thì mã này không thể ăn lên được. Nếu ăn lên sẽ mất xe, một lần người ta phải lên sĩ và lúc đó mình sẽ đọt tiếp một xe nữa, thì các bạn thấy lỗ trắng một, người ta lỗ trắng một mã. Rồi, trong khi đó pháo đang nằm trong tầm ngắm của xe, lúc này có ăn lại mã thì cũng là thiệt vua. Rồi như vậy nếu như người ta không phi mã mà người ta bổ sĩ thì các bạn thấy là mã này, pháo này đang trong tầm ngắm của xe rồi, thì lúc này chúng ta sẵn sàng cắt pháo. Nếu xe ăn mã thì chúng ta lại ăn mã, các bạn thấy là chúng ta ăn mã ngay. Thì lúc này người ta có nổ tượng thì mình chỉ về sĩ thôi, đơn giản về sĩ thôi. Thì để tránh cái nước mà pháo lộn qua chốt để mà vừa dọ sát mà vừa đấu xe, người ta sẽ có thể là binh lên, nước binh lên để tránh nước này, hoặc có thể người ta thói xe về bắt chốt đầu. Thì bất cứ là nước đánh nào thì các bạn thấy nếu như thúc binh lên như thế này thì binh chúng ta tràn qua sông là lực công chúng ta rất mạnh. Như vậy thói xe về bắt chốt đầu để đánh ăn lợi pháo có được hay không? Thì nếu như người ta chơi thói xe về thì chúng ta lại chơi quăng mã xuống, vừa chi xe vừa giữ chốt, thì buộc xe phải bỏ chạy, thì lúc này chúng ta mới nổ pháo để dò sát ép bên kia. Một là phi tượng, hai là sức tướng thôi, chỉ một trong hai trường hợp thôi. Thì bạn thấy nếu mà lúc này sức tướng thì chúng ta sẽ đánh chiếu tướng, tướng thượng lên là pháo đầu sẽ mất như thế này. Sức tướng, chiếu tướng, tướng buộc phải thượng lên, mã chúng ta sẽ đọt pháo, vừa tránh khỏi mình xe vừa đọt pháo. Đó, lúc này người ta đánh chiếu tướng mình lên sĩ đang lại pháo, ăn lại pháo, lúc này chúng ta lại đánh xe, đánh mã về để bắt xe, đồng thời xe này đang chi mã, cho nên là bên kia rất là nguy hiểm. Rồi chúng ta trở lại cái hình trạng như vậy, người ta không xuất tướng mà người ta phi tượng thì mình xử lý thế nào? Người ta phi tượng, người ta phi tượng thì mình sẽ chém tượng để dò sát trước, để ép người ta lúc này buộc phải xuất tướng. Rồi chúng ta tiến pháo chiếu tướng, tướng thượng lên và cũng như vậy vậy. Chúng ta vẫn đọt mã xuống pháo y như vậy. Rồi chúng ta quay lại hình trạng này chút xíu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại hình trận từ lúc mã bắt xe đi, đây từ đây đi. Đó thì mình vừa phân tích là nước chốt 5 tấn 1 và xe bình ra để mà bắt chốt. Như vậy còn lại một nước nữa là tiến xe xuống để mà bắt mã. Chúng ta xử lý như sao? Đó, ta tiến xe bắt mã thì chúng ta vẫn chiếm chốt bình thường. Đó, khi này thì các bạn thấy là xe này không có vị trí để đánh tốt, nếu như mà ăn qua chốt. Nếu như ăn qua chốt thì chúng ta lại thối mã về bắt xe. Thì xe buộc phải chạy vào lộ 4 để tránh đi cái nước chiếu này. Nè, xe buộc phải né vào đây. Thì chúng ta không thể chiếu đây được, nhưng mà chúng ta lại có nước là vế xe xuống pháo này. Thì pháo đầu các bạn lưu ý là không thể ăn ra được. Nếu như pháo ăn ra thì chúng ta sẽ tiếp tục ngay. Như vậy thì cái nước mà tiến xe xuống đây
các bạn thấy nó cũng không có hữu dụng lớn. Thành ra là mình mới nói là cái nước mà tiến xe xuống Bắc Mã hay là tiến xe bỏ chạy gì đó vân vân, nó là nước cờ không hữu dụng. Như vậy mình quay lại hình cờ này chút xíu, là từ đây là mình vừa phân tích là xe tiến xuống Bắc Mã rồi xong ăn mã rồi lại thối về vân vân, à, những biến đánh này. Như vậy tới đây người ta bổ sĩ để củng cố trung lộ trước thì mình xử lý thế nào? Ở thì tới đây chúng ta không thể đọt đọt trung binh được, mà chúng ta nên chống sĩ nguội lại. Tại vì nếu mà lúc này các bạn đọt trung binh sớm nó sẽ rất dở, là lúc này là ăn xe lên bắt pháo thì buộc pháo phải thối về, người ta sẵn sàng vào đón pháo. Như vậy tới đây chúng ta chống sĩ nguội lên, thì bên kia có ba sự lựa chọn là tiến xe lên đè chốt, ăn chốt đại mã, hoặc là tiến chốt lên thì cũng có thể là bình pháo ra. Và đây là những sự lựa chọn của người ta lúc này. Và như vậy bắt đầu mình phân tích từ từ nha. Bây giờ tiến xe lên, à, nếu tiến xe lên lúc này thì chúng ta lại có cách chơi như sau. Chúng ta lại nổ nổ pháo đầu lên để ăn binh, thì lúc này là xe chúng ta đang trực tiếp bắt pháo này. À, nếu như mà xe ăn ra đây thì các bạn thấy là lỗ rất là nặng khi mà chúng ta dùng xe đọt pháo. Thì mã này buộc chạy chứ không thể nào mà tiếp tục đấu quân như thế này được. Và chúng ta ăn giờ gõ sát tiếp, cho dù ở đây có đọt tượng mình hạ sĩ thì bên đây phải lo chặt vật sức tướng, bay tượng vân vân, hình trận rất là lủng củng. Và như vậy nếu như ta thối mã về cung, nếu như ta thối mã về cung trước để tránh đi nước xe thì mình chơi nước nào? Thì trước tiên là chúng ta cứ bỏ mặt con mã này trước, rồi chúng ta chơi bình xe vào lộ này, hoặc là các bạn có thể chơi thối mã về lộ 1 để mà giữ tường. Đây là hai nước ta có thể chơi, mà nếu như xe tiến xuống để tiếp tục chốc mã để bắt tường thì chúng ta bỏ mặt chi mã không chạy nữa, nếu chạy sẽ mất tường. À, lúc này chúng ta bình xe vô vẫn được. Nếu người ta ham gọi mà để đọt mã thì chúng ta xuất tướng là sát cuộc ngay. Lúc này không có con gì để chiêm lên được. Các bạn thấy là không con gì chiêm lên được. Rồi mình trở lại chỗ này nha, để mình phân tích cho nó hết. Như vậy thì cái nước xe ăn chốt là không được, thì chỉ có thể là tạt pháo ra chạy thôi. Thì lúc này chúng ta có thể là chơi tiến mã bắt xe, cũng có thể chơi tiến xe bắt mã. Vâng vâng, là hai nước này. Thì bây giờ mình sẽ chọn nước là tiến mã bắt xe, để ép xe có hai sự lựa chọn như lúc nãy, hoặc là ăn mã hoặc là thối về. À, nếu như mà trường hợp mà người ta ăn qua chốt như thế này thì chúng ta là phi mã xuống bắt đôi, thì buộc xe này bỏ chạy thì chúng ta cũng đọt lại quân. Và đồng thời con tượng này rất yếu các bạn, lúc này rất yếu. Như vậy người ta thối xe về bắt mã lại, thì lúc này chúng ta lại chơi nước tiến xe xuống để mà bắt mã dưới. Người ta không thể nào mà suy nghĩ đơn giản là ăn mã, khi đó mình ăn mã rồi quay xe về lộ 6 để mà sẵn sàng kích đấu. Nhưng mà chúng ta đoạt tượng như thế này, người ta quay xe kích đấu, lúc này chúng ta không đấu, chúng ta thối về ăn chốt, thì các bạn thấy là đại ưu. Hình cờ này là đại ưu, các bạn thấy rất là ưu. Như vậy cái nước ăn mã là nước không thích hợp. Như vậy người ta có thể nào là đội lên một trong hai mã này hay không? Thì nếu như mà người ta dùng mã 2 tiếng 3 thì lúc này người ta đang dùng pháo này bắt xe. Vậy chúng ta xử lý nó như thế nào? Đó, lúc này chúng ta sẽ đạp binh xuống, chúng ta ăn bình thường sẵn sàng bỏ đi xe này. Thì các bạn thấy rằng khi chúng ta bỏ xe này nó không hẳn là người ta sẽ dám ăn. Còn nếu như người ta vẫn tiếp tục dùng pháo ăn xe thì chúng ta lại có nước là đạp pháo vào mã để mà chiếu tướng, ép mã phải ăn lên. Thì lúc này chúng ta đọt lại xe, mà chúng ta lời thêm con mã trung tâm. Đó, thì khi này các bạn thấy nếu mà để muốn công được hình trận bên đây thì người ta chỉ có thể là tiến pháo xuống để mà kè mã, sau đó là nổ binh viên và tấn công cặp pháo với xe. Đây là lối công lúc này mà người ta có thể chơi là như thế này, tiến pháo kẹp mã để đánh binh viên và tấn công. Và nếu như người ta tiến xuống để mà kẹp mã thì chúng ta đọt tượng luôn, chúng ta đọt tượng để mà dò sát, thì buộc bên kia phải xử lý là lên tượng hay là chống sĩ vân vân. Ví dụ bây giờ người ta đọt pháo xuống thì người ta sẽ bị sát cuộc ngay, bạn thấy rất là nguy hiểm. À, khi đọt pháo là các bạn thấy ở đâu ra nước sát cuộc, đây mình quăng xuống đây là đang dò sát, thì lúc này rất là khó xử lý các bạn. Bây giờ ra tướng hay lên tượng chỉ là một vấn đề thôi, người ta chiếu tướng đây thì mình hạ sĩ luôn. Thì lúc này người ta giải quyết cái nước đang dò sát này bằng cách là xuất tướng hoặc lên tượng. Thì bắt đầu mình sẽ phân tích luôn hai cái biến đánh này.
Bây giờ đầu tiên người ta sẽ lên tượng đi. Tuy nhiên là cái nước mà tiến xe bắt mã là nước không thể bàn nha các bạn. Đây là một nước không thể bàn, nước tiến xe bắt mã sẽ đánh sát ngay, nên phải lên tượng hoặc là xuất tướng thôi. Thì lên tượng chúng ta xử lý thế nào? Chúng ta nổ pháo xuống để chiếu tướng, ép bên kia hai lựa chọn là sập sĩ hoặc là chống sĩ hoặc là xuất tướng gì đó, thì nó cũng như nhau thôi. Bây giờ biến đầu tiên là mình xuất tướng nha, mình đã chọn cách xuất tướng đi. Thì lúc này chúng ta là dùng mã phế sĩ luôn, dùng mã phế sĩ thì buộc sĩ phải ăn về, thì chúng ta là đánh chiếu tướng, tướng buộc phải ngồi lên. Sau đó chúng ta bình xe qua bắt pháo này. Thì pháo này có hai đường chạy, một là thối về cho xe giữ, hai là bình ra pin. Nếu bình ra pin thì chúng ta thối xe về để bắt pháo dưới. Các bạn thấy pháo dưới không có đường chạy, ngoài việc là cảm tử đó, ngoài việc cảm tử thì không có đường chạy. Còn nếu mà tiến xe xuống bắt mã như thế này thì chúng ta đọt pháo bình thường, xe ăn mã thì chúng ta lại tiếp tục lọt pháo. Bạn thấy là về tàn cuộc cờ chúng ta lợi thế rất lớn. Nếu chúng ta ăn tượng hay ăn chốt không quan trọng, thì chúng ta tiếp tục quét binh. Về tàn cuộc với một con tướng chống không mà chúng ta còn đồng pháo rất là mạnh, thì các bạn theo cái câu khẩu quyết là cờ vàng đánh pháo vàng, thì các bạn đem pháo về cung để mà phối hợp với lực xe phía trên và bắn phá thôi. Như vậy nếu như pháo là thối về cho xe giữ thì như thế nào? Thì trước khi mà chúng ta tiến binh ba để mà bắt đôi thì chúng ta nên đưa tướng vào vị trí mà nó thấp chút xíu, hoặc là đưa người ta đưa xe mình vào vị trí tốt chút xíu, thì bằng cách chúng ta nhịp chiếu trước để cho người ta chọn lựa là lên tướng hay là xuống tướng. Thì chắc chắn tới đây thì người ta sẽ lên tướng để bắt lại pháo rồi đó, thì chúng ta lại thối chiếu một nhịp nữa thì tướng phải xuống, thì lúc này chúng ta mới tiến binh ra, tiến binh để bắt đôi. Nhưng bạn thấy nếu như dùng xe ăn qua chốt để đọt mã thì không được, nếu dùng xe ăn qua thì chúng ta lại dùng mã đọt lên pháo. Thì lúc này chỉ có thể đọt tượng thôi, chứ không thể đọt mã được. Đọt tượng lúc này các bạn thấy là sự nguy hiểm rất là lớn đối với người ta lúc này. Và tới đây chúng ta có thể là chọn cách là lên tướng, cũng hoặc có thể là chúng ta tiếp tục phi mã. Nhưng các bạn phi mã xuống che đầu này thì người ta sẽ giật xe, nên là cách lên tướng là để quá giải. Còn không nữa các bạn vẫn có thể chơi là đá xuống binh biên, nếu như người ta thối chiếu giật chúng ta thối về bắt pháo thôi. Còn nếu như mà người ta chọn phương án mà tiến xuống bắt lại mã thì cũng y vậy bạn, chúng ta cũng đọt mã lên bình thường. Thì lúc này buộc người ta phải đọt sĩ thôi, buộc người ta đọt sĩ thôi thì tướng bình thường thôi. Thì lúc này là xe pháo mã của người ta lúc này có thể là hợp công nhưng mà sẽ chậm hơn mình nha các bạn. Đây mình sẽ diễn giải nhanh, thối chiếu thì mình sẽ thuận lợi mã quăng chiếu tướng, chuyển ra ra tướng, thối xe chiếu xuống tướng, quăng mã. Thì các bạn thấy là nước công người ta vẫn không kịp mình. Tuy rằng lúc này tướng có thể còn một nước là vào trung lộ để tránh, nhưng mà với sức công của mã như sau thì các bạn sẽ thấy. Chúng ta chiếu tướng, tướng buộc vào, chiếu tướng, tướng lại xuống. Chúng ta lại thối pháo về để mà dò sát bằng nước, tiến mã xuống để mà chiếu tướng. Thì lúc này liệu xe có thể quay về để mà gánh đôi để mà vừa giải sát vừa bắt quân. Ví dụ như xe quay về thì lúc này chúng ta lại chơi nước phi mã xuống để dùng mã giữ lại pháo. Thì các bạn thấy lúc này chúng ta đang còn hăm dọa nước là thối mã chiếu tướng để ăn xe, thì buộc ta phải xử lý bằng cách là lên tướng hoặc là xuất tướng, vâng vâng. Thì một trong hai cách này thôi. Ví dụ như lên tướng thì chúng ta phải thối mã chiếu thì xe này mất, coi như thua. Như vậy nếu như ra tướng thì chúng ta lại tiếp tục quăng mã về bắt xe đang dò sát đường này, cũng đồng nghĩa với thua. Còn thấy là nước công chúng ta rất là liên tục. Còn bây giờ mà người ta có đạp mã lên đây thì đơn giản chúng ta phi tượng thôi, không có vấn đề gì. Rồi mình trở lại, chia sẻ ở đây là nãy nước xuất tướng rồi. Vậy bây giờ người ta thối sĩ thì mình xử lý thế nào? Không được, các bạn chơi tới đây hay dùng mã đạp sĩ đó, nhưng mà các bạn quên quân pháo này là của mình, tướng có thể thượng lầu. Và nếu các bạn dùng mã đạp sĩ này là một sai lầm rất là lớn. Lúc này đơn giản người ta thượng tướng trước, nếu mã quăng về thì mã này sẽ ăn ngay, hoặc là tướng có thể ăn lên, vân vân. Cho nên là không dùng mã đạp sĩ mà các bạn nên dùng xe đạp sĩ ép tướng lên. Lúc này chúng ta mới tạt pháo ra biên để mà dò sát. Chúng ta tạt pháo ra dò sát, ép người ta có hai lựa chọn là về mã hoặc ra tướng. Nếu mà trường hợp ra tướng thì chúng ta vẫn tiến xuống chiếu tướng, thì tướng không thể lên này, buộc phải chống sĩ. Chúng ta có thể là quay mã về hoặc là bình xe vào giữa để mà bắt sĩ.
Thì hai nước này nước nào các bạn đánh cũng được, nếu như mà chúng ta mình xe vào như thế này để mà trực tiếp bắt sĩ, thì lúc đó liệu người ta có thể là quay mã về để mà phòng thủ hay không. Thì lúc này chúng ta dùng pháo nổ thẳng vào sĩ, nếu mà ăn về thì chúng ta phi mã chiếu tướng, tướng một lên và chúng ta chiếu đích chết xe. Nhưng còn nếu như mã không ăn về, mình trở lại xíu, nếu mã không ăn về người ta để yên vậy, người ta tiến xe bắt mã thì mình vẫn là chiếu tướng, được tướng phải ngồi lên. Các bạn thấy là khi mà tướng ngồi lên thế này chúng ta rất là nhiều cách để đánh. Các bạn có thể là bình pháo ra bắt xe, ép xe bạn nhảy ra đây đó, lúc này chúng ta mới quăng mã về chiếu tướng thì buộc tướng phải ăn xuống pháo. Chúng ta tiếp tục chém chốt chiếu tướng, tướng buộc ngồi lên để chúng ta thảo sát ngay. Rồi như vậy thì mình không bình xe vào bác sĩ, cái nước bình xe bác sĩ mình vừa nói chúng ta vẫn thắng. Như vậy cái nước thoái mã về có thắng hay không? Vẫn thắng luôn các bạn. Chúng ta thoái mã về thì chắc chắn người ta sẽ dùng sĩ ăn xe. Tại lúc này người ta đang chiếu một pháo, lúc này sĩ ăn xe, chúng ta lên đạp mã chiếu tướng thì buộc sĩ phải chống lên. Chúng ta thoái mã ăn mã chiếu tướng và bắt chết lại xe. Lúc này tướng xuống thì chúng ta đạp xe. Các bạn thấy về tàn cuộc chúng ta không? Lúc này người ta có đánh cách nào cũng thua, cho dù là tiến chốt lên thì chúng ta quăng mã về bắt chốt thôi. Thì với lực lượng này các bạn đánh chắc thắng. Rồi như vậy là mình đang giải thích xong con mã đây, trở lại hình này mới các bạn. Đây mình đang giải thích xong là quân mã này tiến lên để mà đội và bắt xe. Như vậy thì con mã ngược lại thì sao, mình sẽ chia sẻ hết cái chỗ này. Mã ngược lại đội lên thì chúng ta lại tiến xe bắt tường, là người ta không thể nào ăn mã được. Nếu mà người ta ăn mã ta đọt tượng đọt mã trước là đang trực tiếp, mình đang trực tiếp thuế xe, nhưng quan trọng người ta có dám đấu hay không. Người ta ăn xe mình đánh tượng sát ngay thì buộc người ta phải dùng mã để ăn pháo. Đây nước bắt buộc, bắt buộc dùng mã ăn pháo. Thì lúc này chúng ta chiếu tướng sĩ hạ về, sĩ buộc phải hạ về, chúng ta đọt xe. Thì bạn thấy là lúc này cho dù người ta có chém là dùng pháo thì chúng ta thói xe ăn chốt, thì quân mã này rất khó đi. Thói xe về, thói mã về, vừa chạy vừa bắt xe, chúng ta đọt tượng luôn. Thì với cái hình cờ mà chúng ta sĩ tượng toàn cặp xe mã, bên kia không có thế công, thì các bạn đánh không thắng nữa thì mình cũng không có cái gì để bàn thêm. Đó mình nói cho vui nha các bạn. Rồi mình vừa giải thích là hai quân mã lên như vậy đều gặp trục trặc khi mà người ta ăn mã thế này. Như vậy người ta chơi cái nước là thối xe về giữ tượng, nước là thối xe về giữ tượng. Thì bạn thấy là cái hình cờ của người ta lúc này rất là khó đi, bạn thấy cực kỳ là khó đi ở cái lúc này. Tại vì khi mà xe thối về giữ tượng thì lúc này chúng ta có thể chơi nước là phi mã xuống ăn chốt, chúng ta đánh một cách từ từ, và xe này không thể đi được nữa, tại vì bận phải giữ tượng này, pháo không có chỗ để lên. Và như vậy lúc này chẳng lẽ án binh bất động thì buộc ta phải thúc binh. Đây là những cách đánh duy nhất có thể thôi. Thì bạn thấy trước tiên lúc này chúng ta củng cố là phòng tuyến, thì dựa vào cái ưu thế này các bạn có thể đánh thắng rất nhanh. Thì các bạn thấy bên kia là chỉ có thể đánh những nước ngừng thôi, những nước ngừng thôi, toàn quân hầu như là bị khóa hết. Còn nếu mà phi mã về đây thì càng đau khổ hơn, ví dụ như thối mã về đây càng đau khổ hơn các bạn. Tại vì khi mà thối mã về đây thì đồng nghĩa việc không thể lên được nữa, thì toàn quân hầu như là không thể đánh được nữa. Còn một trường hợp khác là khi mà người ta tiến chốt như thế này thì chúng ta nước nào để công thì các bạn tiến xe lên từng hà để cho mã này tạo căng cho xe đang sẵn sàng lâm le bắt con mã giữa này để đánh đấu quân. Và trường hợp thứ hai chúng ta có thể là thúc binh ba lên để kích đấu quân này và đem thêm một mã lên chợ thông, thì chúng ta ưu thế rất lớn. Một phần là do các bạn dẫn quân như thế nào thôi. Thì ok, hôm nay mình chia sẻ cái clip này về bình phong mã đánh phản pháo ngược lại để đấu với pháo đầu mã đội. Clip sau mình sẽ tiếp tục những biến tiếp theo. Trong một clip mà đánh nhiều biến quá thì chúng ta đôi khi tham khảo không kịp, cũng như là nó dẫn đến là loạn cờ. Hay mình nói cách khác là coi nhiều quá chúng ta bị rối anh em. Thành ra là hôm nay clip này mình tạm ngưng ở đây. Rồi mình sẽ tiếp tục những clip sau và khai thác thêm những cái nước của pháo đầu mã đội để chúng ta triệt phá. Vâng, thì tới đây mình xin chào, xin chúc sức khỏe tất cả anh em, chúc anh em mau trở thành kỳ thủ. Xin chào, tạm biệt.